Các bạn, mình là Thái Tú, mình đến từ Hoàng Trà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ sản phẩm mà mình mới triển khai nhé. Đó là cái sản phẩm rau má đậu xanh. Bộ công thức rau má đậu xanh thì sẽ giới thiệu với các bạn về cái công dụng của rau má. Rau má cũng được coi là một loại matcha của Việt Nam, dùng rất là tốt cho sức khỏe. Rất là cảm ơn các bạn khi cái sản phẩm bộ trà chanh cũng như bộ trà sữa Đại Phác của mình được phản hồi rất là tốt. Thế nên là mình có một cái động lực để mình sản xuất thêm những cái bộ công thức nữa để cho các bạn sử dụng. Và các bạn sẽ có thể áp dụng được vào trong kinh doanh. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi xem nhé. Ở đây trước mắt mình có hai bộ bộ trà rau má đầy đủ. Bộ trà rau má đậu xanh đầy đủ đây thì nó sẽ bao gồm công thức và nhiều nguyên liệu để thực hành hơn, để có thể các bạn có thể làm được tất cả các món có trong bộ công thức này. Và ngoài ra cũng đáp ứng cho các bạn có nhu cầu cũng như đã có quán rồi thì các bạn đã có đầy đủ nguyên liệu, thì mình sẽ có một cái option thứ hai, đó là cái sản phẩm bộ trà rau má tiết kiệm. Tại vì chúng ta sẽ có ít nguyên liệu hơn, ngoài ra vẫn đầy đủ công thức như vậy nhưng ít nguyên liệu hơn để chúng ta thực hành. Kết hợp với những nguyên liệu tại quán chúng ta sẽ làm được tốt hơn. Cái bộ trà tiết kiệm thì rất phù hợp cho các bạn có quán rồi. Còn các bạn muốn làm trà sữa ở nhà thì các bạn có thể thử xem cái bộ trà rau má đầy đủ nó như nào nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái quá trình làm xem là nó sẽ ra sao nhé. Mình sẽ khui cái sản phẩm này ra. Rồi, mình đã khui sản phẩm này ra. Đầu tiên đó là bộ công thức, bộ công thức trà đậu xanh rau má. Thì trong bộ công thức, trong cái chương trình gần đây thì mình có tặng cho tất cả các cái sản phẩm của Tân Hoàng Trà một cái thẻ học viên. Thẻ học viên này giúp các bạn có thể kết nối được với mình và các bạn sẽ tham gia được diễn đàn và sẽ được tặng những cái khóa học miễn phí hoặc bằng video nha các bạn. Cứ cả công thức ở đây rồi và mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hành trực tiếp luôn. Tất nhiên là nếu bạn nào có kinh nghiệm pha chế rồi thì đọc sẽ làm được hết thôi. Nhưng mà với các bạn chưa có kinh nghiệm thì đây là một khóa học rất là bổ ích. Cái sẽ rồi. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ đến với sản phẩm, các cái sản phẩm đi kèm với cái bộ đầy đủ này. Đây là trà ô long. Đây là trà ô long xanh. Đây là trà xanh. Trà xanh nhài, gong cha. Mình đóng những cái mẫu này khoảng 15 đến 30 gram đủ để các bạn có thể pha chế từ 5 đến 10 cốc. Tiếp theo không thể thiếu được đó là cái sản phẩm bột sữa. Tất cả nguyên liệu này chúng ta sẽ sử dụng để làm cho gói công thức này nhé các bạn nhé. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ sử dụng để làm gói công thức này, nên là công thức, những cái sản phẩm này sẽ có cái công dụng trực tiếp vào những cái loại. Và tiếp theo đây là chúng ta có một gói bột rau má. Đây là cái, đây, sản phẩm bột rau má. Đây là sản phẩm bột rau má. Chúng ta sẽ có sản phẩm bột rau má và sản phẩm bột khoai môn. Đó. Và đến những cái sản phẩm, đây là đường nước. Đây là sốt Việt Quất. Đây là sốt dâu tây. Đây là sốt sầu riêng. Và rất nhiều các loại sốt đường đen. Đó. Sốt đào và sốt nha đam. Các bạn thấy đấy, với cái bộ trà sữa đầy đủ này thì chúng ta có tất cả các cái nguyên liệu để chúng ta có thể thực hành được cái gói trà sữa này. Và chúng ta sẽ làm được hết các món. Các bạn có thể thực hành ngay tại nhà được. Nó rất là đơn giản và dễ làm thôi. Cái định lượng mình cũng đã có ghi rất là rõ ràng. Chúng ta sẽ bắt đầu một chút với cái sản phẩm bộ công thức. Trong bộ công thức này thì ngay trang đầu tiên mình có cái hướng dẫn sử dụng. Các bạn có thể dùng điện thoại quét QR code để có thể đăng nhập trực tiếp luôn vào cái đường link, đó là video YouTube này, để hướng dẫn các bạn sử dụng cái bộ trả mẫu. Và mình sẽ có 1 đến 2 cái video để tặng cho các bạn thao tác một trong các món này để các bạn có thể nắm được sơ qua nhé. Và tất nhiên rồi, đó là những cái bộ công thức rồi đó. Sản phẩm thẻ học viên này là sản phẩm mới và đang là một dự án rất là ấp ủ của mình. Mình muốn mở rộng cho các bạn được pha chế và cũng như là có thể tiếp cận được những cái công thức chuẩn được sử dụng của những cái hãng nổi tiếng. Cái thẻ học viên này thì cũng có sẵn mã QR code để các bạn có thể quét và đăng nhập để sử dụng sản phẩm.
Tất nhiên đây là một cái thẻ demo thì mình không không có ghi tài khoản và mật khẩu. Còn tất cả những cái thẻ được gửi kèm tặng trong bộ trà chanh, bộ rau má sẽ đều có đầy đủ hết nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ xem là vậy thì bộ tiết kiệm nó có những cái gì nhỉ? Các bạn nhìn thấy rõ ràng là nó nhỏ hơn rất là nhiều so với nhỏ hơn rất là nhiều so với cái sản phẩm kia. Rồi. Chúng ta sẽ có bột rau má, bột sữa, một chút siro và đường để các bạn có thể thực tập. Đây là sản phẩm trà, phong trà và trà xanh. Và đương nhiên rồi, các bạn sẽ có thêm cái bộ công thức và bạn cũng được tặng thêm thẻ học viên. Các bạn có thể thấy đây là bộ trà sữa đầy đủ và đây là bộ trà sữa rút gọn. Với hai sản phẩm này thì các bạn có rất là nhiều công thức. Với mỗi một bộ này thì mình có 10 tặng các bạn 14 công thức trong bộ rau má này. Thì chúc các bạn là sẽ thực hành thành công. Và tất cả các thắc mắc và liên hệ thì bạn liên hệ với Tân Hoàng Trà, các bạn sẽ hỗ trợ, mình sẽ hỗ trợ và có thể mình sẽ tặng các bạn rất là nhiều công thức đặc biệt. Cảm ơn các bạn.